Sợ hết chỗ đậu xe, thanh niên nhanh trí đầu tư một chiếc gara mini khiến dân mạng bái phục. Trong cái khó nó thường ló cái khôn, mới đây một thanh niên vì sợ mỗi lần đi đâu về sẽ không còn chỗ để đậu xe, thế nên liền có pha sáng tạo khiến ai xem cũng phục sát đất. Cụ thể, để giải quyết mối lo lắng này, chàng trai đã đầu tư hẳn một chiếc gara mini theo dạng vỏ bọc của một chiếc xe hơi, nhưng có kích thước lớn hơn chiếc xe đang đi của mình, rồi đậu sẵn ở bãi đỗ xe. Mỗi lần đi đâu về, thanh niên chỉ cần bấm công tắc cho chiếc gara này bật lên, sau đó sử dụng trình độ tay lái lụa của mình đưa xe vào, vừa không tốn sức lại không lo không có chỗ đỗ. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Đoạn video này ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng phải há hốc mồm. Nhiều người còn phải vừa trầm trồ vừa để lại lời khen như: ê hay nha, ý tưởng quá đỉnh, vừa tiện vừa bảo vệ xe nữa, 10 điểm. Mẹo này không dành cho những ai tay lái yếu. Nice. Ủa rồi xe đậu hết hai bên hông thì ra bằng cách nào vậy ta? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha!